Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ Channel. Và thưa quý vị, trong chương trình y khoa chuyên sâu về những các bệnh thì thưa với quý vị là ngày hôm nay chúng ta nói về bệnh tim. Từ nhói tim, từ đau tim tới đột quỵ tim thì chúng ta có nói đây đó. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái video này thì chúng ta đi sâu về tim để cho quý vị hiểu thêm nha. Trước tiên thì bây giờ xin được chào đón sự trở lại của giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ, thường thì quý vị nếu mà quý vị để ý đó thì bác sĩ Liêm lúc nào cũng mặc áo khoác hết. Ngày hôm nay thay đổi tí xíu, không có áo khoác, nhìn trẻ trung đẹp trai không quý vị? Cho cái like nha. Rồi, bây giờ không chọc bác sĩ Liêm nữa. Rồi bây giờ thì xin mời bác sĩ Liêm đi vào cái chủ đề. Thì các bệnh tim, nếu mình muốn nói về các bệnh tim thì trước hết phải nói về trẻ em. Tôi không chuyên về trẻ em, nhưng mà trẻ em sinh ra trái tim nó là một cái bộ phận nó khá là phức tạp và nó có bốn cái phòng và nó có hai cái vách ngăn giữa bốn cái phòng. Thì trẻ em sinh ra có những cái bẩm sinh trong cái thời gian cái thai nhi nó sinh trưởng, nhiều khi những cái vách ngăn đó nó có lỗ, nhiều khi hai cái tâm nhĩ nó thông nhau hay là hai cái tâm thất nó thông nhau, rồi có khi có bị các van cũng bị bẩm sinh làm hở hay là làm thắt, rồi có khi bốn phòng nó đều bị bẩm sinh hết. Thành ra có những cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Có một vài cái chứng bẩm sinh không phải làm gì cả, nhưng mà có rất nhiều chứng bẩm sinh cần phải giải phẫu mới giải quyết được nếu mà muốn giữ cho em bé sống lâu và sống bình thường. Thì đó không phải là phạm vi của tôi. Nhưng mà hồi ở Việt Nam, khi tôi làm nội trú đó, thì cũng có nhiều trẻ em lúc nhỏ đã bị rheumatic fever và bị van hở hay là bị van bị thắt chặt lại, và chúng tôi phải sửa soạn những em bé mà có thể cứu được, gửi đi các tàu bệnh viện của Mỹ hay là của Thụy Sĩ hay là gửi đi ra ngoại quốc để các em được giải phẫu và thay vào. Cái thứ hai là trong cái thời gian tôi theo học với thầy tôi là giáo sư Lê Văn Điềm, tôi có học được một cái cách bắt mạch, biết em nào bị sưng tim vì bệnh thương hàn, tức là typhoid fever. Cái đó khá phổ thông. Cái cách bắt mạch này là những cái sưng tim do bị nhiễm trùng, nó gọi là dicrotic pons, gần giống như đông y bắt mạch vậy. Ở Việt Nam lúc đó mà trên trẻ em là 90% mà khi mình bắt được cái mạch đó là trẻ em đang bị sưng tim vì bệnh thương hàn, chữa bệnh thương hàn cứu sống được các em. Cũng là cái duyên, năm 1972 tôi sắp ra trường nhưng mà được đưa ra làm ở một cái bệnh xá ở Đà Nẵng, trong cái vùng Sơn Trà vậy đó. Hôm đó đem vào một em bé mê man đã ở bên bệnh viện dã chiến của người Mỹ mấy ngày, họ cứ chích nước tủy sống của em để thử mà họ không tìm ra được bệnh gì. Thì tôi bắt mạch em thì bất độ tôi bắt được cái mạch là em đang bị sưng tim vì bệnh thương hàn. Mà tôi không biết cách chữa trẻ thương hàn nặng ở trên trẻ em. Thì cũng may là lại có một anh bạn rất thân của tôi. Anh đang làm nội trú ở bệnh viện Nhi Đồng. Anh đang làm công tác cũng kế một cái vùng cũng ở trong Đà Nẵng, thì mới liên lạc với anh đó, thì anh qua anh giúp chữa em bé này trong một cái bệnh xá chứ không phải là bệnh viện. Khi mà người bạn tôi nói cần thuốc này, cần dụng cụ này, cần IV này, IV kia, tất cả những người ở trong cái bệnh xá và cái vùng đó họ đi kiếm ra hết, họ đem, họ qua bên bệnh viện dã chiến Mỹ họ kiếm ra, rồi họ đem về cái bệnh xá ở Sơn Trà. Sau mấy ngày dùng thuốc thì em bé đã sống được. Thành ra cũng là cái duyên. Tức là trẻ em mà khi mà bị bệnh tim, có thể là bị bệnh sưng tim do các chứng nhiễm trùng. Và bây giờ cũng có một vài em bị sưng tim do chích chủng ngừa COVID-19 Vũ Hán. Thì cái đó tôi thấy cũng là tội nghiệp cho các em. Nhưng mà bệnh tim mà mình thấy thông thường hơn đó là ở trên người lớn, mà sau khi đã sống được trên 40 tuổi cho đàn ông và trên 50 tuổi cho đàn bà, thì họ bắt đầu bị các chứng bệnh biến dưỡng, cao máu, cao mỡ, cao đường,
bệnh biến dưỡng này đó, nó sẽ đưa tới hư cái mạch máu, thường thường làm cứng mạch máu, nó đóng cholesterol, nó đóng vôi trong một thời gian rất rất lâu. Ngay cái khoa học Mỹ bị sai về về mỡ ở trong máu, và người ta cứ ăn mỡ nhiều, bà không cho chồng ăn trứng rồi này kia, mặc dù chồng rất thèm, và nhiều nhiều ông đến khi chết vẫn không thèm ăn trứng mà vẫn không không được cho ăn, rất là tội nghiệp. Hóa ra là một cái sự sai lầm về khoa học, mỡ trong máu là không phải là từ thực phẩm mà đa số là từ gan, và do ăn quá nhiều đường fructose. Những cái người mà bị cái gan bị di truyền, nó làm ra nhiều mỡ, bất kể họ ăn cái gì họ cũng bị mỡ máu cao, và họ họ sẽ bị bệnh tim mạch. May quá có thuốc statin làm giảm cái tử vong trên những người đó. Đồng thời một vài loại thuốc statin cũng giúp chống viêm. Thành ra có nhiều người nói là tôi không có mỡ cao trong máu, tôi không có cholesterol, không bị triglyceride, mà sao tôi bị hạ huyết áp, là tại vì ông bác sĩ ông thử một cái lượng viêm gọi là C-reactive protein, C là letter C, thì viết tắt là CRP, C-reactive protein. Thì những người mà bị C-reactive protein cao đó là rất dễ bị đột quỵ tim và đột quỵ não. Mà bác sĩ thử cholesterol mà không thử CRP là sai lầm. Thành ra người bệnh nên nhắc bác sĩ thử cái CRP nữa. Và cái thuốc mà FDA chấp thuận để chữa nếu mà CRP cao đó, để mà ngừa đột quỵ tim hay là đột quỵ não, hay là nếu đã bị rồi đó, ngừa sự tái phát, nhất là trong đột quỵ não đó, nếu mà CRP mà cao đó, thì khó phục hồi. Thành ra uống thuốc để mà giảm CRP thì phục hồi tốt hơn. Thì cái thuốc mà FDA approve là một thuốc statin gọi là rosuvastatin. Các bác sĩ và các bệnh nhân nên nhớ cái đó, và nhiều bác sĩ vẫn còn không có thử CRP, đó là rất là sai lầm. Thành ra khi mà bác sĩ thử cholesterol, thử triglyceride thì nên thử cái CRP, mà nếu mà cao thì phải chữa với rosuvastatin. Triệu chứng của động mạch vành tim là làm đau ngực, và trên đàn ông thì nó dễ hơn. Đàn ông thì hoặc là bị đau ngực, hoặc là tưởng là từ bao tử. Nhưng mà đàn bà đó, ngoài cái chuyện đau ngực, đau bao tử rồi còn có đau bả vai, đau cánh tay, đau phía sau lưng, đủ thứ chuyện. Nhưng mà nếu mà khi làm việc thì đau, mà ngưng thì bớt đau, nó gọi là stable angina, là có bệnh tim nhưng mà chưa có gần bị đột quỵ tim. Nhưng mà nếu mà khi nghỉ mà vẫn đau đó thì phải đi khám ngay, hay là đi vào bệnh viện ngay, phòng cấp cứu, tại vì đã sắp sắp bị đột quỵ. Có một vị khán giả nói là mẹ của bà bị như vậy mà không chịu đi bệnh viện, rồi vì nói là lo đám cưới gì đó, rồi đến chừng mà bị đột quỵ, khi mà chưa kịp đưa vào nhà bệnh viện thì bà qua đời. Tôi đọc cái đó tôi thấy rất buồn, nhưng mà cũng là cảm ơn cái vị khán giả đó đã chia sẻ câu chuyện đó cho quý khán giả biết là cái vấn đề nó rất là trầm trọng. Đừng có dùng kiếm cái này cái kia. Rồi có như một vị khán giả đang bị như vậy mà viết ở trong cái câu hỏi: tôi bây giờ đang đau ngực này 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 kia, bác sĩ hỏi là tôi có ok không, cái đó là hơi vô duyên, tại sao không đi khám bác sĩ mà lại hỏi tôi. Cái đó là cứ dùng mọi cái excuse và dùng cái gì mà cứ thấy có vẻ dễ dàng nhất, thay vì không phải cái gì mà đúng đắn nhất. Nên cái đó là không có tốt. Quý vị nên khi nghi ngờ thì nên làm hẹn để đi gặp bác sĩ để mà thảo luận và được khám, hay là nếu mà trong trường hợp khẩn cấp thì nên đi ngay vào trong phòng cấp cứu. Thành ra cái vấn đề đột quỵ tim rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó là hoàn toàn là ngừa được. Mà thuốc statin mặc dù không phải là một cái thuốc hoàn toàn, tại vì nó có một vài biến chứng, nhưng mà nó là thuốc tốt nhất hiện nay có thể làm giảm đột quỵ tim cho những người bị cao cholesterol. Không phải là vì ăn,
Nhưng mà vì di truyền hay là vì một vài yếu tố khác, hay là vì ăn nhiều đường quá, hay là gan bị nhiễm mỡ, hoặc là bị cao cái chỉ số viêm C-reactive protein, thì là thuốc statin là thuốc có thể cứu các bạn. Thành ra những cái người mà viết email mà truyền cho người ta nói đừng có uống statin, đó là một cái sự hoặc là dốt nát hoặc là ác độc. Cho đến khi mà mình có thuốc nào mà tốt hơn statin thì mình nên đổi. Nhưng mà cho đến hôm nay không có loại thuốc nào có thể ngừa đột quỵ trên người bị cao mỡ máu hay là bị cao C-reactive protein bằng các loại thuốc statin. Anh đã phải phải nhớ cái điều đó. Điều mà cũng là quan trọng nữa đó là cả cả ba loại thuốc mà tốt cho ba cao, như là metformin cho cao đường, ACE receptor blocker cho cao huyết áp, và dĩ nhiên statin, cả ba loại đó đều giúp giảm cái biến chứng ở trên mạch máu, tức là giảm cái biến chứng của bệnh tim mạch. Vì phải chú trọng về điều đó và đừng có quên. Dạ, cảm ơn bác sĩ Liêm. Khi mà bác sĩ Liêm nói cái chữ là thuốc statin á, thì người ta nghe, người ta biết là cái loại statin nào hay không? Tại vì qua những cái chương trình thì bây giờ thấy có nhiều loại statin khác nhau, cho nên khi mà mình nói statin không, người ta hiểu không? Có nhiều loại statin khác nhau, Dạ. nhưng mà nếu mà tôi mà phân tách statin này statin kia thì nó cũng, quý vị sẽ không đủ căn bản khoa học để hiểu, Dạ. ngoại trừ những người đã đi học y khoa. Nó chỉ gây ra thêm hiểu lầm, lại càng nhiều câu hỏi khác nữa, rồi cuối cùng là hiểu lầm tầm bậy luôn, tức là tẩu hỏa nhập ma. Thành ra rosuvastatin được FDA chấp thuận để chữa viêm bằng C-reactive protein, tức là CRP cao. Nhưng mà không có nghĩa là pravastatin là không có chữa được, nhưng mà chỉ là vì họ nộp đơn và họ được chấp thuận. Được chấp thuận thì mình nên dùng, có vậy thôi. Nhưng mà tôi nếu mà tôi giải thích nữa là atorvastatin là sao, lovastatin là sao, cái đó trong một chương trình như thế này là vô ích, mà Đúng sẽ rồi. gây ra tẩu hỏa nhập ma. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cái loại mà người ta thường xài nhất ở trên thị trường và cho bệnh nhân thì thường thường là Rosuvastatin hả bác sĩ Linh? Tại vì họ được approve trước. Pravastatin với lovastatin là hai thuốc lâu đời nhất. Dạ. Rồi đồng thời nữa, khi mà cái phần mà bác sĩ Lim có chia sẻ là khi mà bệnh động mạch vành tim thì đàn ông thì thường thường đau ngực, còn đàn bà thì đau bả vai, đau cổ vân vân, thì bác sĩ Lim có nói đến là khi nào mà đang làm thì đau, mà ngưng làm thì hết đau, thì ok, nó cũng không nặng nặng lắm, nhưng mà khi mà đang làm mà đau, mà ngưng làm thì nó vẫn đau thì đi bác sĩ. Nhưng mà Rachel vẫn chưa hiểu bác sĩ Lim đang nhắc đến cái đau đây là đau tim hay là đau bả vai, đau cổ và đau lưng. Đau bả vai, đau cổ và đau lưng mà ngưng thì hết đau, tức là đau tim. Ok. Nếu mà không không đi bác sĩ thì sẽ bị đột quỵ tim, chứ đâu có bị đột quỵ bả vai. Nhưng mà giống như là làm sao mà mình biết là cái đau cổ, đau đau vai, đau xương sống, giống như nhiều khi mình làm nhiều quá cái bắp cơ nó bị cứng rồi mình nó bị tired, nó bị hay là bị stress rồi nó bị đau. Nếu bị đau vì vận động nữa thì vận động nó đau, nhưng mà nghỉ xuống không vận động thì không không có đau. Nhưng mà bởi vậy thành ra cái vấn đề bệnh động mạch vành tim trên đàn bà nó nguy hiểm hơn đàn ông nữa. Tại vì khó biết là cái đó là bệnh tim. Đúng rồi, đúng rồi, Chứ thường đúng thường đau cái là massage xoa bóp hay là cái cạo gió cạo này cạo kia, nhưng mà nhiều khi người ta không biết đến là vì cái bệnh tim nó dẫn đến những cái đó. rồi. Đúng rồi, ngay ở bên Mỹ mà người ta chỉ tỉnh ngộ cách đây khoảng 15 năm. Trước đó cũng hiểu lầm về cái bệnh tim ở trên đàn bà. Vậy vậy những cái triệu chứng gì thêm nữa nó làm cho mình nói là cần đi check đi đó, không chừng là bị bệnh tim đó. Quý vị đang đau nhẹ 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 vậy nhưng mà không chừng là do bị tim mà bị nhẹ. Thì đó dễ bị mệt, làm chút xíu thì mệt, tức là tim yếu rồi. Rồi ví dụ như cái người mà làm tí xíu mệt, hay là trong ngày cái buồn ngủ có mệt mệt, nhưng mà những người này cái bắt đầu thể thao nhiều hơn thì khỏe hơn, hay là cái stamina được xây lên nó đỡ mệt hơn, thì có khi nào là cái tim mình nó bị yếu nhưng mình tập thể dục nhiều cái tim mình khỏe lên từ 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 hay không? Đúng, tập thể dục thì nó conditioning exercise thì cái khả năng của trái tim nó cũng improve. Thì cái bắp thịt tim nó cũng giống như tất cả bắp thịt khác ở trong cơ thể. Nếu mình tập thể dục thì nó tốt hơn. Đó. Nhưng mà những người mà bị di truyền mà
cholesterol cao mà trong gia đình đã có người bị đột quỵ đó, Dạ. thì tập thể dục thì cũng tốt, nhưng mà không ăn thua gì, phải uống thuốc. Mà thuốc duy nhất có thể giúp họ sống lâu là thuốc statin, Là thuốc statin, ok. bất kỳ uống cái statin nào. Dạ, ok. Với lại nữa là bác sĩ Liêm có nói rằng thường thì người lớn mà sau 40 tuổi là bắt đầu nghiêng qua là bị mấy cái ba cao. À, thì những cái ba cao này nó dẫn đến là bệnh tim. Thì thường thì trong ba cái loại ba cao thì bác sĩ Liêm thấy là cái loại nào nó dẫn người ta đến bệnh tim nhiều nhất hay là hên xui? Không, cái tiểu đường loại 2 đó là nó là chúa tể của các biến chứng. Thành ra mà hồi trước là tại vì hiểu lầm đó, rồi cho người tiểu đường loại 2 chích insulin cho họ, thành ra họ bị đủ thứ biến chứng cả. Nhưng mà từ năm 2012 với cái guideline mới mà người ta dùng metformin cho họ, thì mình đã thấy trên cái database, kho dữ kiện, biến chứng tiểu đường loại 2 nó cứ từ từ nó giảm. Wow, đó quý vị nghe rồi ha, là trong cái ba cao thì có thể là cái bệnh tiểu đường là cái loại mà nó dẫn đến bệnh tim cao nhất, cho nên là khi bệnh tiểu đường là phải ráng gìn giữ và uống thuốc cho đều đặn. Ví dụ nhớ đó, có một cái lần cũng khoảng vài tuần về trước rồi thì bác sĩ Liêm có nhắc đến cái chuyện là đau nú răng. Nhưng mà nú răng thì nó có dẫn đến tim, thì bác sĩ nói bữa nào để tôi chia sẻ cho là tại sao mà nú răng có liên quan đến bệnh tim. Nướu răng nó có connective tissue là cái mô mô giãn gì đó, mà người ta uống collagen để mà hy vọng nó làm tốt hơn, nhưng mà thật ra cái đó là bịp. Nhưng mà connective tissue ở trong nướu răng với cái connective tissue của động mạch vành của tim đó, nó rất là giống nhau. Khi mà sưng nướu răng đó, nó cũng làm sưng cái động mạch vành của tim, gây ra bệnh tim, bị bệnh nướu răng hay bị bệnh tim. Là mà nếu mà đo cái C-reactive protein nó sẽ rất là cao, thì nó uống rosuvastatin với coenzyme Q10 đó, thì nó có thể ngừa được. Thì cũng đàn ông đó mà bị như vậy đó, thì ở trên trên lỗ tai nó có cái lằn gọi là earlobe grease. Tôi có gửi cho Rachel cái hình đó từ Google, nhưng mà Rachel có lẽ không để ý. Nhưng mà cái earlobe grease đó, nó có cái lằn trên lỗ tai á, là mấy người đó là cũng bị bệnh tim. Thành ra cái bị nướu răng có lằn trên lỗ tai và bệnh bệnh động mạch vành tim nó có liên quan với nhau. Ủa bác sĩ Lim, mà cái chỗ cái lằn ở lỗ tai là họ bị cái lằn ở lỗ tai rồi cho nên họ bị bệnh tim, hay là vì họ bị bệnh Không, tim lâu ngày nó đúng là bị cái lằn? cái connective tissue ở dưới da ở chỗ trái tai này á, tương tự như là connective tissue ở nướu răng và ở động mạch vành tim. So ba cái connective tissue này nó có liên quan với nhau. Có liên quan với nhau. Thành ra nên cái ông bác sĩ mà tinh mắt á, dòm một người đàn ông trái tai á, là có thể biết là họ bị bệnh tim. Cứ Google cái earlobe grease và coronary artery disease hay là heart disease thì sẽ thấy. Đó là hay. Và khi mà nói đến bị bệnh tim đó thì nếu như mà một người nào mà bị bệnh tim mà nhẹ nhẹ, ví dụ như là lâu lâu cảm thấy bị nghẹt thở đi, cái đó cũng là một cái triệu chứng của bị bệnh tim đúng không bác sĩ Linh? Đúng, tại vì khi mà máu nó không tới đủ vào trong cái cơ tim chỗ đó thì cơ tim nó bóp yếu thì sẽ bị khó thở. Vậy bây giờ thí dụ như mà những cái lời khuyên cho những người mà chưa có bị bệnh tim nhưng mà có nhiều khi lâu lâu mình thấy mệt mệt, cái là nghẹt nghẹt tim, khó thở, phải hít sâu vô, hít sâu rồi thở ra, giống như là phải relax xuống lại, thì những cái lời khuyên cho những người mà trẻ trẻ như cỡ tuổi bắt đầu 40 thì nên làm cái gì để cho tim của mình nó khỏe lâu lâu hơn? Người lớn tuổi trước khi bắt đầu đi tập thể dục này kia đó, hay là người trẻ tuổi mà tập thể dục mà thấy khó thở đó, thì nên đi bác sĩ để làm stress test, gọi là treadmill stress test đó. Thì họ bỏ lên trên cái treadmill rồi họ đo cái tâm điện đồ nó thay đổi thì họ sẽ biết, tức là gọi là treadmill stress test. Thì không không cần cardiologist, nó làm nhiều nhiều phòng mạch
của các bác sĩ gia đình, bác sĩ nội khoa họ cũng làm. Dạ. Nhưng mà tóm tóm lại là tốt nhất là ít nhất là phải đi gặp bác sĩ để mà đi khám một năm một lần để mình biết make sure là cơ thể của mình mạnh khỏe, rồi sau đó thì mới những cái khác nữa. Đúng, hồi trước tôi học trung học, tôi đá banh vô trường của tôi không ai khám gì tôi cả, mà may quá tôi không bị gì cả. Nhưng Dạ. mà ở bên Mỹ này mà trẻ em mà muốn chơi thể thao cho trường này kia đó, nhập gia nhập đội bóng tròn, bóng rổ, bóng football gì đó, là phải được khám để nghe quả tim, mà nếu nghe mà thấy cái gì có vẻ nghi ngờ là họ làm siêu âm của trái tim. Tại vì nhiều em bị bẩm sinh hay là bị bệnh tim mà ra chơi thể thao là té lăn đùng ra chết. Gần đây vì cái COVID vaccine nó cũng có nhiều lực sĩ trẻ tuổi, trẻ em trung học, đại học đang chơi thể thao hay lăn đùng ra Dạ. vì sưng tim do vaccine. Dạ. Tính đến ngày hôm nay thì không biết là bên y khoa người ta có những cái nghiên cứu gì liên quan đến cái việc là vaccine nó làm bị sưng tim và người ta có thí nghiệm về những cái vấn đề này chưa bác sĩ? Có ngay cái CDC cũng có, ngay cái Center of Disease Control họ cũng 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 đã khuyến cáo rồi, cả nam cả nữ, nhưng mà đa số là tại phía nam họ chơi thể thao nhiều hơn, có vấn đề về bị sưng cơ tim. Dạ. Vậy đó mà những cái mạng truyền thông xã hội mà ví dụ như YouTube hay Facebook đó là họ kiểm duyệt những cái thông tin này. Nếu mà nói những cái gì liên quan đến vaccine nó gây bệnh này bệnh kia là bắt đầu nó kiểm duyệt. Một là nó không đề xuất, còn hai nữa nó xóa video, nó nói rằng misinformation. Đúng rồi, thành Nó chính ra trị hóa nha. cái đó là người người Mỹ đang bị mất tự do, và cái vấn đề đó cần các chính trị gia cần phải làm luật để cấm cái đó. Với lại có nhiều cái gọi là fact checking mà thật ra là xạo Dạ đúng rồi. để kiểm duyệt người ta. Thành ra những cái vấn đề đó cần phải là những vấn đề chính trị, mà trong cái thể chế dân chủ đó thì người dân nên bỏ phiếu cho những chính chính trị gia mà sẽ làm luật để mà cấm những cái chuyện đó. Tại Dạ. vì kiểm duyệt là rất là xấu, không nên kiểm duyệt người khác. Dạ. Mà giống như là ở bên Mỹ là mới gần đây thì đưa ra một cái báo cáo của ông Jim Jordan đưa ra cũng liên quan là trước cái năm 2020 cái thời gian bầu cử thì họ cũng kiểm duyệt thông tin, cứ nói là ồ thông tin này giả, thông tin này sai sự thật hay là misinformation từ bên ngoài. Thế là bắt đầu là gắn cái thẻ đỏ, thẻ vàng cho người ta, hoặc là suspend cái account của người ta, hoặc là deactivate account luôn. Thì bây giờ có cái bằng chứng và cái report báo cáo là đã bị Đúng như rồi. vậy nha. Đúng rồi. Cái cơ quan tình báo trung ương của Mỹ nó đã bị sa đọa từ lâu. Top của ông con của Tổng thống Biden, cậu Hunter Biden, là có những cái tài liệu sa đọa, hối lộ, ăn tiền, đủ thứ chuyện, chơi gái. Mà chơi gái thì tôi không nói làm gì, tại vì cái đó là cái chuyện riêng của cậu. Nhưng mà ăn tiền của Tàu, ăn tiền của Ukraine, tại vì cha làm phó tổng thống hay là tổng thống, thì cái đó rất là sai. Mà mấy chục ông cựu giám đốc, cựu chánh sự vụ ở cơ quan tình báo trung ương ký giấy, gần 50 người ký giấy nói rằng cái đó là của Nga, nó ngụy tạo. Thì họ nói láo ngay trước khi Đúng bầu cử. rồi. Thành ra cái đó là những cái tội lỗi mà mình không thể bỏ qua. Dạ Nếu mà dạ. nước Mỹ muốn trở thành công chính và tự do thì nên để ý những cái chuyện đó. Nên những cái chuyện đó tôi không hãnh diện để làm người Mỹ, nhưng mà tôi đang vận động trong cái hội VACA của tôi để những người mà được bầu mà sẽ đại diện cho người Mỹ sẽ trừng trị những cái người mà làm những cái chuyện đó. Dạ. Thôi thưa với quý vị là tại vì cái phần này là phần cuối mà là sẵn vì nói bệnh tim cái dẫn đến chuyện này. Chuyện này làm một người Mỹ gốc Việt như tôi bị đau tim. Bị đau Tại tim. vì Đúng. tôi là tự do và công chính là quan trọng nhất. Dạ. Tôi không cần biết chính phủ là thuộc về Cộng hòa hay Dân chủ, miễn sao họ tôn trọng hiến pháp và pháp luật, và nước Mỹ là một nước công chính, và cái hiến pháp
cái điều quan trọng nhất là người Mỹ phải có tự do. Hiện Yeah. nay vì cái tuổi đó nó làm cái chuyện đó mà nó không ai trừng phạt đó, mình mới có những cái chuyện kiểm duyệt, những cái chuyện gò bó tự do của người Mỹ, những cái chuyện dối trá không có công chứng, thì cái đó làm cho một người Mỹ như tôi bị đau tim. Dạ dạ rất là hay, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm một lần nữa. Không biết còn gì bác sĩ Liêm muốn cộng thêm trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình không? Tôi xin cầu nguyện Thượng Đế ơn trên Phật Chúa để giữ hòa bình cho thế giới và giữ tự do cho công dân Mỹ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Huy Liêm một lần nữa. Và bây giờ cũng xin nhắc lại cho quý vị là những ai chưa bấm like thì nhớ bấm like, để lại bình luận, subscribe và bấm nút theo dõi, bấm nút subscribe nhé. Cảm ơn quý vị và bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bye bye. Bye.